Muốn bắn Free Fire hay trên máy tính, phải xem clip này ngay. Vì sao? Vì mình là một người chơi Free Fire trên máy tính, chơi rất là bình thường. Đầu tiên, muốn bắn ở trên máy tính hay thì mọi người cần có một con giả lập, cũng như là một cái bộ máy tính. Mà sau đây mình nói cái câu này thì các bạn đừng có buồn. Đó là mọi người cần có một con máy tính đủ để chơi được con game Free Fire này mượt mà nha. Thì ở trên máy tính nó có nhiều yếu tố để chúng ta trở nên bắn hay. À, mọi người hãy chọn một cái con giả lập. Thì mình có một cái clip tổng hợp giả lập khá là ok. Thì mà giả lập mình sẽ hướng dẫn ngày hôm nay đó chính là Bluestud. Và hầu như mình chỉ có để mỗi con này ở trong đây thôi. Thì mình sẽ bật nó lên. Thì sau đây mình sẽ nói những cái yếu tố. Thứ nhất là độ nhảy. Đó là ở trên máy tính này có rất nhiều yếu tố để quyết định được cái độ nhảy. Có độ nhảy của game, độ nhảy của chuột, độ nhảy của một số cái gọi là nó rất là vớ va vớ vẩn và nó rất là phức tạp. Thì mọi người có thể xem được cái clip setting của mình. Clip này của mình thì phải gọi là đỉnh cao, gọi là one shot luôn. Mọi người xem, mọi người có thể chỉnh cho tất cả các phiên bản của Bluestud nha, chứ không phải là của mấy game này đâu. Đây là phím setting của mình, nó có mang tên là giao du setting ấy. Giao du setting là mọi người thấy hiểu rồi, thì cái này mình để ở trong một cái clip mọi người có thể xem. Yếu tố thứ hai là mọi người là những người lần đầu tiên chơi trên máy tính thì mọi người phải tập quen với cái bàn phím của mọi người nha. Mọi người phải tập quen đây. Đầu tiên thì mọi người sẽ có những cái phím như thế này, chứ nó không có mờ giống như mình, tại vì mình đã quen rồi. Tức là mình đã tập quen với cái bàn phím của mình rồi thì mình có thể ẩn nó đi. Ví dụ như mọi người phải tập quen dành nút nào là nút bắn ở bên cái chuột nè, nút nào bật scope ở bên cái chuột nè, nút nào là đổi súng nè. Mọi người phải tập và chỉnh, mọi người có thể chỉnh theo mình. Thì mình sẽ show cho mọi người xem cái setting của mình. Nó khá là vớ va vớ vẩn, nó cũng không có đi theo một cái nào nhất định lắm. Thì đây là setting của mình. Như mọi người thấy di chuyển thì mình kéo lên trên đây nhìn cho nó nghệ. Bật tab ba lô thì nó cũng khá là giống mấy cái kia, nó là nút tab này. Mọi người nhìn trên bàn phím lúc nào nút tab. Đừng nói mà thì cái bàn phím của mọi người đó mờ phím giống như mình nha. Mình bị mờ mấy cái phím mình hay chơi là nút di chuyển rồi. Và mọi người phải nhớ là nút R nạp đạn nè, nút 1, 2, 3 là đổi súng, 3 là cầm nắm đấm nè. Mọi người phải nhớ là bật chuột phải là bật scope, chuột trái là bắn nè, giữ im chuột trái là bắn nè. Nút keo là nút C, nút V nè, nút ngồi là mình để nút E nè, nút V nè, đó. Nút nhảy là nút space không gian nè. Và nút đồ mình phải bấm nút F nè. Người chú ý là mọi người nên để ở chế độ standard nha. Xong rồi mọi người đổi tên, chứ đừng có để chế độ smart. Chế độ smart sẽ khiến cho mọi người cùi mía lắm. Đó là các yếu tố chính để chúng ta trở nên pro ở trong game này. Sau đó mọi người vô phòng luyện, mọi người luyện tập. Như mình, hoặc là mọi người vô trong game mọi người luyện tập luôn. Đừng có sợ dớt danh hoặc là chơi thừa thôi. Thì mọi người phải chơi thật là nhiều, mọi người phải tập quen với cái bàn phím như thế này. Đến lúc mọi người quen rồi rồi sau đó mọi người sẽ tự nhiên trở nên pro hơn thôi. Và mọi người sẽ biết. Và thường thì nếu mà mọi người là lần đầu tiên chơi Free Fire luôn á, cái này là hướng dẫn trên PC nha, không phải hướng dẫn mobile. Những người ở trên mobile thì chắc chắn họ cũng đã biết rồi. Thì những người trên mobile chỉ cần học cách làm quen với phím và cũng như là độ nhảy của cái game này thôi. Mọi người đã có sẵn cái nền tảng kéo tâm cũng như là di chuyển, thì mọi người sẽ bắn con game này hơn được những người mới lần đầu tiên chơi Free Fire. Nếu mà mọi người là những người mới lần đầu chơi Free Fire thì chúng ta hãy xem clip này kỹ một chút. Đầu tiên chúng ta phải nhảy đến một cái nơi nào đó để có đồ. Đồ để làm gì? Là để lượm. Để mình lượm được rồi mình sẽ nói tiếp. Mọi người nhớ xem cái clip setting nha. Chứ clip này mình không có nói về cái setting nữa, mình chỉ hướng dẫn chơi nữa thôi. Nhưng mà mấy cái clip đó mọi người xem cũng không cần xem có lâu đâu. Mà mọi người thật sự muốn chơi game này hay á, thì mọi người cần phải xem mấy clip đó của mình. Nó không gọi là quảng cáo đâu nha. Để mà mọi người mới chơi á, mọi người phải cần biết là mọi người sẽ phải đi lượm đồ này. Lượm đồ để có đồ để bắn chứ làm gì. Cái này là địch hay là máy đây nè. Ví dụ như gặp kẻ địch nè, mọi người phải kéo lên trên nè để vô đầu nhanh chết hơn. Mọi nó sẽ nhanh chết hơn là mọi người bắn vô người. Đó. Tạm thời loot đồ nè, khi bắn chết người đó thì những cái đồ mà người đó loot thì mình sẽ được lượm. Ở trên kia là một cái máy radar, ở trên đó sẽ có người. Sẽ phát hiện người. Đây là những con bot nha, tại vì mình chơi trên PC thì nó bị gọi là kỳ thị. Thì mọi người loot đồ để
để có đồ cho mọi người trang bị lên người, mọi người phải lựa một cái súng để cầm mà, mọi người bắn là mọi người phải giữ vào nút bắn chứ còn gì nữa, mọi người cài nút bắn rồi lúc nào thì giữ vào nút đó. Được, nếu mà các bạn là một người vừa mới cài giả lập luôn á thì mọi người cần phải tìm hiểu cũng khá là lâu, mọi người chơi nhiều lên rồi mọi người sẽ tự hiểu ra thôi, nhưng mà mình sẽ chỉ cho những cái cơ bản nhất là mọi người cho mọi người chơi Free Fire hay gì trên máy tính là mọi người vừa lần đầu sử dụng giả lập cũng như là vừa mới chơi Free Fire thì nó sẽ cần có một cái hành trình dài hơn những cái người cùng trang lứa, trừ khi bạn là một thằng rất là thông minh, bạn là một cô gái có một cái trí nhớ phi thường, chỉ cần tôi nói gì là các bạn nhớ cái đấy thì tôi tin các bạn sẽ trở thành bờ đồ ngay thôi. Đây là một con xe và thường trong Free Fire thì ít người chạy xe lắm, vì lý do đơn giản là chạy xe người ta dễ bắn headshot mình hơn. Đây là một cái máy đoán chốt bo, cái vòng màu trắng này là bo, cái vòng kia là bo đang thu vào, là vòng điện. Bo có nghĩa là tức là nó giống như cái vòng điện trừ máu của chúng ta vậy, và chúng ta thường thì chúng ta phải chạy vào nơi có cái vòng đó, ví dụ như chúng ta phải chạy vào đây chứ thay vì chúng ta chạy ra ngoài đây mà chúng ta chạy vào đây, hiểu không? Tức là chúng ta chạy cái bo này sẽ càng lúc càng thu nhỏ, chúng ta cần phải chạy vô đến cái nơi mà cái bo này không còn nữa và chúng ta phải bắn nhau với người ta để chúng ta lấy được top 1. Và trong thời gian đó chúng ta sẽ đi loot để có những trang bị, ví dụ như chúng ta sẽ có những cái giáp nó mạnh hơn, cái giáp 3, giáp chắc lên cấp 3, cái nón. Ui rồi boss 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 boss, mọi người có thể thấy boss bắn khá đau. Đấy, mọi người có thể thấy bắn vào đầu nó sẽ nhanh chết hơn, và người còn phải bắn vào đầu thì mọi người chỉ kéo lên, thay vì mọi người nghĩ rằng đồ nhảy nó sẽ bị giật, bắn như này nó sẽ bị giật đồ từ lưa thì chúng ta phải ghìm mà không. Trong Free Fire nó khác, Free Fire thì đạn nó sẽ văng từ lưa chứ không có văng kiểu giật lên trên giống như ngoài đời, vậy nên chúng ta chỉ cần việc kéo tâm lên là hết rồi. Im mồm. Trời bắt đầu mưa rồi, có lẽ mình sẽ không nói nhiều nữa. Hay là nói nhưng mà sẽ có tiếng ồ. Đây là cục thính, nãy giờ quên chưa nói, mình sẽ sửa giáp được nữa này. Đây là, và mình có một con bé đi theo. Con bé này sẽ có một kỹ năng phụ. Ví dụ con bé mình đang mang là kỹ năng nhảy xuống nhanh hơn khi mình mở dù và a đúp thơm 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 thơm, cầm a đúp ngon hơn nha mọi người. Này mình gặp boss thì mình vẫn phải sợ, boss bắn ghê lắm, boss PC bắn rất là ghê gớm, có thể nói là bắn ghê hơn người nữa. Tại vì mọi người chạy vô trong nhà thì đạn nó vẫn cứ dí theo, là tổng lượng cái đạn mà nó bắn vào mọi người á, thì mọi người có đặt keo đặt tường keo hay cái gì thì nó vẫn dí theo mọi người. Cái hôm này đã level 2 rồi, chắc rất nhiều đồ, nhưng mà chắc chắn cũng có người nha. Mình hay bị tưởng mấy con người là boss không, level 2 tức là có người lượng, cái này là cũng người à, chỉ có một quả keo đây rồi, đây rồi. Mình sẽ đi xuống dưới em. Đây là những đàn boss nha mọi người. Mọi người nhìn đây, đây là đàn boss PC nha. Được. Ui rồi. Nhưng con boss này nó sẽ chạy về hướng mọi người, nó nguy hiểm lắm. Không đùa được đâu. Mình thấy một con boss xuống dưới chân của mình. Khá là nhiều boss. Và trong đây có à, có người à, thì ra có người đã bị boss bắn chết và có một con boss dưới chân mình, vậy là trong đây mình đã bắn boss cũng như là nhờ con boss bắn chết người. Trời ơi, boss trong vậy chứ mấy con boss này mình còn sợ hơn gặp người nữa. Gặp người chúng ta sẽ công bằng bắn với nhau chứ gặp boss này thì xuyên giáp xuyên keo xuyên tường xuyên mọi thứ. Oh man. Còn phải có bao nhiêu, hai người nữa, mình nghĩ mình đã biết nó ở đâu rồi. Nhìn theo cái tường keo này mình chơi này giống như Conan vậy ha, đi tìm đây rồi.
này thì quơ quơ thấy luôn thằng cuối cùng mà. Ây à, ây à, ây. Ui trời ơi, sao mà ăn được tuổi? Tuổi! Sau clip này tôi tin các bạn sẽ bắt ai hơn mà.